Một người đàn ông trúng xổ số 192 tỷ Việt lót nhưng giấu vợ. Thông thường, tài sản có được sau kết hôn là tài sản chung của vợ và chồng, tài sản hình thành trước kết hôn là tài sản riêng. Vậy đây là tài sản chung hay riêng và liệu rằng người đàn ông trúng số này vẫn cố tình giấu giếm vợ mình có đúng theo quy định của pháp luật hay không? Chiều 20 tháng 5, chi nhánh Việt lót tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao giải Jackpot 1. Sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng thứ 423 với giá trị hơn 192 tỷ đồng cho ông HN ở thành phố Hồ Chí Minh. Vé số trúng thưởng được ông N mua ngẫu nhiên do máy chọn tại điểm phát hành ở quận Bình Thạnh. Sau khi nhận giải, ông N cho biết ông cảm thấy bình thường khi biết tin và khẳng định chưa thấy tiền thì chưa tin được, bởi trước đây ông chơi thì cứ chơi chứ cũng không biết là có thật hay không. Đi nhận thưởng một mình, ông HN cho biết vẫn giấu gia đình vợ con và cũng chưa có ý định nói ngay với vợ con mà còn phải chờ một thời gian để tìm hiểu phản ứng của vợ con. Theo ông, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông nên sẽ không vội báo tin này. Đồng thời, ông dự định sẽ dành thời gian nghiên cứu cách tiêu tiền thông qua báo chí. Liên quan đến cách xử sự của ông N, nhiều bạn đọc thắc mắc việc ông N giấu vợ mình tiền trúng số liệu có đúng luật hay không. Liên quan đến một cái giải thưởng Việt Lot mà xổ số vào chiều ngày 20 tháng 5, 2020, một người đàn ông tại thành phố Hồ Chí Minh đã trúng giải thưởng này với trị giá hơn 192 tỷ đồng. Sau đó anh ta không muốn cho vợ mình biết về cái khoản thu nhập trúng thưởng này. Thì có dư luận cho rằng là đây là tài sản riêng hay chung của anh ta trong thời kỳ hôn nhân. Thì liên quan đến quy định về tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, thì theo khoảng 1 điều 33 luật hôn nhân 2014 có quy định là tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ cái tài sản riêng của một bên và thu nhập hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Thì cái thu nhập hợp pháp khác được quy định tại điều 9 nghị định 126 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn luật hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định các cái khoản mà về tiền thưởng do chúng xổ số, các khoản tiền trợ cấp thì cũng được xác định là khoản thu nhập hợp pháp trong thời kỳ hôn nhân. Do vậy mà cái giải thưởng của anh N này được xác định là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân với N và người vợ của mình. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.